Thưa bác, trong phim Tây Du Ký, khi Tề Thiên bị đè dưới núi Ngũ Hành, Phật có dán lá bùa trên đỉnh núi, vậy lá bùa đó có nghĩa gì ạ? À? Lá bùa đó là tiền tài danh lợi chứ không có mẹ gì. Ngũ Hành, Ngũ Hành đất nước cái lửa nó đè ông, mà vì cái lá bùa đó là tiền tài danh lợi cho ông gì ông Tam Tạng gỡ đó là chữ buông, nó bay là liền. Cái lá bùa đó là buông, chữ buông chứ không có mẹ gì đó. Thì anh buông một cái là anh chăng là liền chăng ra cái tứ đại này liền chứ có gì đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Tôi đọc trong sách của thầy Nhân có nói Phật tánh vì ham muốn có kim thân Phật lớn nên mới tìm đường vào tam giới tạo công đức để mang về Phật giới. Vậy ham muốn của tánh Phật này với ham muốn của tánh người có giống hay khác nhau gì không? Nhờ bác phân tích rõ hơn ạ. Giống, giống y chang. Ham muốn cất cái nhà cũng là ham muốn, mà ham muốn tạo công đức cũng là ham muốn, nhưng mà cái đường đi nó khác. Ham muốn cất cái nhà để có cái nhà, ham muốn về Phật giới thì để biết con đường về Phật giới cũng là ham muốn con người. Tất cả trong nơi này sống theo nhân quả. Bất cứ ham muốn giết người cũng là nhân quả âm, ham muốn giảng sanh là ham muốn giảng sự dương, mà muốn về Phật giới gọi là ham muốn dương, thoát ra ngoài sinh tử luân hồi cũng là ham muốn. Tất cả con người ta phải sử dụng ham muốn để giải quyết vấn đề trong thế giới này. Rồi con hỏi tiếp. Trong sách bác có viết Phật tánh bao gồm vỏ bọc điện từ quang, bao bọc cái ý, trong ý chỉ có bốn thứ là thấy, nghe, nói, biết. Như vậy cái ham muốn có kim thân Phật lớn của Phật tánh là sao? Cái đấy là cái vọng tưởng của nó thôi. Cái tưởng ở trong nó thầm, nó thấy, nó so sánh vậy thôi. Đó là cái ham muốn tự nhiên, là ham muốn của mặt trăng thứ hai đó. Thấy không? Nó nằm ở trong cái thanh tịnh vậy không? Còn đi qua, thoát qua cái vật trăng thứ ba là ham muốn để thu lợi đó. Thì nó bị nhân quả thôi. Tất cả ham muốn còn nằm trong phạm vi mặt trăng thứ hai hoàn toàn không nhân quả. Đi qua mặt trăng thứ ba mới bị nhân quả mà thôi. Phải hiểu thế giới vật lý này. Nhân quả nó nằm trong thế giới vật lý. Còn cái ham muốn mà của cái tánh thanh tịnh nó không phải vật lý. Nó vẫn có ham muốn nhưng mà nó nằm ở trong cái mặt trăng thứ hai. Gọi là ham muốn trong thanh tịnh. Thì ở trong thế giới này không có ham muốn thanh tịnh được. Trong thế giới này ham muốn thanh tịnh nó lạc vào cái thanh tịnh của cái sức nén của vật lý, nó trở thành là A-la-hán, thành bất động. Vì thế mà ông thanh sĩ, ông có làm cái bài cơ, bài thơ mà ông ngộ thiền thanh sĩ, là ông ham muốn trong cái thế giới vật lý này. Ông không hiểu, không hiểu mà ông tưởng là, ông nói là tất cả những người tu phải mà tâm trí vào vô một chủng rồi nó mới sanh ra vào cái thanh tịnh. Ông nói rất đúng, nói rất đúng của A-la-hán. Vì thế mà ông nói là vào đó sẽ phát ra cái đạo minh là cái đạo sáng. Đạo sáng này thì Đức Phật gọi là cái đạo hóa thành ở trong thế gian này thôi. Nó không phải làm cái bằng sự thật. Cái đây là hóa thành, gọi là ta, ở ngoài thì chuyên môn gọi là niết bàn hóa thành. Niết bàn là thanh tịnh, thanh tịnh hóa thành mà có, chứ không phải niết bàn tự nhiên. Niết bàn tự nhiên ở bên Phật giới gọi là niết bàn bảo sở. Nó chân thật như vậy thôi. Còn bên đây là niết bàn hóa thật. Niết bàn bảo sở là bên Phật giới. Niết bàn thanh tịnh là bên tam giới hoặc là trái đất. Rồi con hỏi tiếp. Cái ham muốn nó xuất phát từ đâu? Nếu Phật tánh có ham muốn như vậy, trong Phật tánh có phải có sẵn tánh tham giống tánh người không? Ta nói Phật cũng có ham chứ phải, nhưng mà ở trong thanh tịnh làm sao nó không có quy luật vật lý thôi. Nó phát xứ là do cái tưởng. Ông Phật, bởi ông Phật trong cái ý, trong cái ý ông có cái tưởng, nhưng mà ta không có nói được trong này, ở trong đó ta không xài cái tưởng. Mà vô đây nó mới xài cái tưởng của vật lý. Thấy không? Bên kia vẫn ham muốn chứ không, không. À, bây giờ ham muốn thì tôi từ đây tôi muốn qua bên cái tam giới khác, cái càn khôn của cái tam thiên đệ thiên giác. Ông ham muốn mới đi chứ. Chứ không đi, nhưng mà trong đó nó đi trong cái quy luật không có bị cuốn hút. Còn đây nó đi trong cái quy luật cuốn hút của vật lý. Thành ra nó khó thoát. Là nó phân tích chỗ này thôi. Bởi vì bây giờ, bởi vì trong kinh nó thường thường là cái ly nước trong có quậy cỡ nào nó không có trâu, nó không có đục. Còn cái ly nước đục quậy nó đục liền. Thì cũng cái nước, nhưng mà này nước nó ở trong vật lý thì nó tạo thành âm dương. Còn cái nước mà ở trong không phi vật lý thì nó không tạo âm dương. Nó có đơn giản vậy thôi. Rồi hỏi tiếp. Nếu Phật tánh chỉ có thấy, nghe, nói, biết
mà không có cảm xúc, suy nghĩ. Vậy thì Phật tánh có khác gì cây cối, gỗ đá không ạ? Cây cỏ đá là nó vô tri, còn người ta vô có hữu tri làm sao cây cỏ nữa. Như vậy cái cây cỏ là vô tri, mình phải hiểu. Còn bên đây là ta hữu tri, hữu tri thanh tịnh Phật tánh. Còn ở bên tánh người, hữu tri cuốn hút vật lý đi theo quy luật của nó. Mình phải hiểu. Bây giờ mình sống ở đây thì gọi là thế giới tam giới vật lý. Ở đây bất cứ ai làm gì nó cũng quay hết, không cách nào thoát được mà đi qua bên kia. Bởi vì tôi nói trong cái ly nước trong quay cỡ nào, quay cỡ nào không thua hết. Còn ly nước đục đụng tới là đục liền. Phải hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý này thì mình mới hiểu cái thiền tông được. Rồi anh hỏi đó là cái anh hỏi anh ở vị trí nào, vị trí tam giới, vị trí tam giới mà cõi trời nào. Cũng như mình ở đây, mình là con người, anh là người Việt Nam thì biết anh là Việt Nam Đông Nam Á đó, con người đen thui Phi Châu á, con người trắng bóc Phi Bắc Cực á, nó rõ ràng nó từ vị trí của nó, từ cái thổ địa mà nó sanh ra, cái bản chất, cái vỏ bọc của con người. Tại sao bên Phi Châu nó sanh ra nó đen? Tại nó lục địa đen, thì tại cái gốc nó phải chịu vậy. Giờ anh ở đây ra Việt Nam qua mấy đời nó cũng đen thui vậy. À. Còn mà Phi Châu qua đây ở mấy đời nó cũng từ từ trắng lên. Rồi hỏi tiếp đi.